Hello, xin chào cả nhà. Đấy, hôm nay mình lại vào bếp nấu cơm và hôm nay mình lại chia sẻ một món ăn của mình lâu lắm rồi. Bây giờ lại được bữa ngon lành cành đào đây. Đấy, cả nhà được lâu lắm được miếng lòng xe điếu đây cả nhà. Đây, vừa thái mấy miếng mình ăn rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ cho vào luộc lại nhé. Lâu lắm rồi mới được cả nhà. Đấy, đặc ngon, bây giờ mình lại đang luộc thịt để đánh, phải đánh tiết canh rồi. Đấy. Mình mua tặng thịt này hơi ngon luôn. Bánh này, hôm nay mình lại luộc bánh tiết canh. Mà bát tiết canh ăn cho mát miệng thằng người cả nhà. Và nòng xe điếu đỉnh như cả nhà đấy. Xuân ăn của biển đấy, lâu lắm rồi hôm nay mới được một đoạn này. Và phải bọc riêng phần riêng cho biển đấy. Đấy, hôm nay mình vừa rán xong chả. Chả đây là mấy bà cháu nhà nó ăn. Còn biển chỉ có nòng lợn tiết canh. À, mình chia sẻ đây, món ăn của mình này, khẩu vị. Cả nhà nhìn thấy địa đoạn này đỉnh đỉnh chưa? Đấy, cả con lợn này có mỗi loại này mình phải chơi hết luôn. Và phải phần riêng cho mình. Lấy cơm cho bà ăn trước đi. Bà ăn rau à? Lấy cơm cho bà ăn chả cá hay chả lấy món tôm cho bà. Ăn tôm. Bà thích ăn cái gì kệ. Trứng tiếp gan. Miếng chả ngon chứ cả nhà. Đi đưa cho bà miếng này bà ăn ngon. Để đây, đấy lấy rau cho bà đi. Lấy cho bà miếng này vừa bà ăn nó ngọt. Kết nhất cái quả này cả nhà. Một năm trời nay mới được một đoạn này đấy. Cả nhà thấy thế nào? Quá đỉnh luôn đúng không? Đấy cả nhà bà mình mang ra mình thái nhé. Thái ra để đánh. Nên hành nướng rồi. Nướng hành lên đánh nhau. Vợ đang bóc hành. Đấy, bữa ăn của mình đây là tiết canh và lòng xe điếu. Bây giờ mình sẽ cho cái này mình trần tiếp mình thái này để ăn cho nó nóng mát miệng thằng người. Nên mình cho vào đây mình trần luôn. Đây là suất ăn của bà già mình này. Bà thì thích ăn chả rán này, chả lợn, làm miếng thịt chó luộc này với bà gan ăn nóng ngon. Các bà già này, ăn uống kém lắm, khó tính lắm. Đấy cả nhà, mình sẽ luộc không? Luộc cả nhà mình luộc để mình ăn đấy. Thì không cần phải dũng vào nước nã gì cả nhà nhé. Dũng vào nước nã là người ta làm cái hàng cho nó đẹp, cho trắng. Đấy, luộc xong cái thế này để luôn nó ăn. Nó chủ yếu là cái dây dặn ăn nó sướng là chính không? Cả nhà ngon chưa? Đấy. Cả nhà xem đoán ra cái chỗ này nó dài bao nhiêu phần. Thì mình sẽ thái cái này ra. Có nhưng mà một bát tô này ăn. Thái thịt này ra để bánh. Đây là hành nướng. Vợ mình nó vừa bóc xong xong đây. À, bữa ăn của mình nên mình cứ chia sẻ đấy. Tiết canh nòng xe điếu cả nhà nhé. À, đặt chưa cả nhà. Ôi, phải làm miếng này nó thèm lắm rồi. Mời cả nhà nhé. Giòn ngọt thế cả nhà. Này cứ ngọn trong uống sột sột. Thôi bây giờ mình đi thái này để đánh nhé cả nhà nhé. Là bắt tiết canh. Đấy cả nhà mình đã thái xong nhân rồi này. Bắt xong nhân này, hành khô nướng lên. Đấy mình lại đánh một tô này ăn và một bát con này cho vợ mình. Vợ mình chồng này nghe thấy mình làm tiết canh ngon quá. Từ hôm ăn cái tiết canh toàn súp ngon. Đấy, và làm một bát để ăn. Ok luôn. Đấy, nhân thịt luộc nhé. Còn đây là tiết này. Đặc biệt nhất là cái nòng xe điếu này. Đấy. Mình trộn đều lên xong mình múc ra nhá, mình đánh. Nóng quá này. Bắt đầu mình đánh nhá cả nhà nhá. Hơn mua trước chứ. Mình bắt này đầu tiên cho vợ mình ăn. Rất đơn giản của những cái canh đẳng cấp. Anh nói quen một cái canh này ai đi đánh thì cả nhà nhé. Khuấy đều luôn cả nhà. Bữa hôm nay phải là đặc biệt của Việt này. Lâu lắm rồi, tầm năm nay mới được cái quả nóng ngon ngon. 5 giờ sáng bà nó gọi ra lấy về. Phải giấu đi.
nên ban này đánh cho vào mình ăn. Chầu này ăn tiết canh quen này, nghe mà ăn không có. Vừa vặn ngon lắm cả nhà. Mà còn phải đánh hai mua tiếp. Thích anh ngon lên kinh đại làm ăn một tô thế là xong rồi cả nhà. Chào tí nữa đông thì thái cái nằm này thôi, chủ yếu là cái món này thôi cả nhà. Đấy. Rồi mình đi thái là mang lên là dọn mâm là chiến đấu nhé cả nhà, tuyệt vời mà chờ. Đấy, mời cả nhà nhé, ăn cơm mình nhá. Đấy, cả nhà thấy đỉnh không, tiết canh đông cứng luôn. Đấy, mình một tô, vợ mình một bát con này, điên lòng cả nhà. Đấy, suất ăn của mình đấy, ngày này lâu lắm rồi điên lòng nó dày dặn ra như này, tuyệt vời chưa. Đấy, mời cả nhà bàn cơm mình nhá, mời cả nhà. Wow, đã đợi ta điểm cả nhà. Miếng nằm này đỉnh cao của cuộc sống, nâu lắm rồi cả nhà. Một năm ngoái năm này mới được miếng như này, chấm với bột canh, có nước mắm nửa pha làm ăn nhanh. Giòn, quên bắt cái chanh này. Đấy là vợ mình nữa, nó chấm nữa mà nó cay, mình ăn ngoài. Tuyệt vời. Ủa, con Hoài chưa về? Hả? À, nó đi học à? Đi học cái gì? Đi đâu? Chơi. Đi chơi à? Sướng nhỉ? Nhà không có việc gì đó làm, bắt nó nong nhà nó chứ. Mấy giáo rồi mà, 4 năm giáo giỏi rồi mà. Nó ăn luôn. Mời sắc ạ. Wow, đã đợi ra đi. Tỏi, ớt, cay lắm rồi nhỉ. Quả ớt này nghe cho cay lắm, mình ăn tưởng cũng cần cắn nửa lon là cay quá. Cả nhà, đông đặc luôn. Thơm nóng nướng hành nên thơm cực kỳ luôn. Đây, bát của biển này. Một tô này phải bằng hai bát này đầy. Mình năm nay chuyên chia sẻ về là tiết canh này chủ yếu là chủ lực cả nhà. Đấy, cho nên là kênh của mình nhiều fan thì thích tiết canh. Làm cái clip khác ít người xem lắm. Đi sâu vào tiết canh cả nhà, mình khai thác cái không. Nạc lan, đun cái gan bò, phổi bò cho ăn được, tiết đun rồi, đun kỹ vào cho nó ăn. Chó bây giờ thời buổi là
ăn gan, tiết, bò, lạc nó cho nốt này, mấy miếng nào cho nó đỡ nguội. Nếu mà làm cả nhà làm cái này nè mà nó trắng ấy, nó trắng nó đẹp ấy, là chỉ có ở nhà hàng với người làm xong người ta luộc cho mà lại cho nước đã lên nữa là người ta ngâm ấy, nhưng biển không, kể cả nó xấu được, nó đen được, kể nó nhưng màu lại được, cứ cho luộc chín nó mang thai ăn không cần đẹp, miễn sao nó cứ ngon chất lượng là được cả nhà. Đẹp thì có đi nhà hàng đó, nó như ấy. Mình cứ làm mà ăn chất lượng, nhà dày quê chưa, đã là xe điếu chưa cả nhà, cả một năm nay thì hôm nay mới lại được. Mấy vàng tầm này nó 50-60 phân luôn. Đoạn này nó gần là cái nấm già cả nhà, nó chỉ được một 10 phân, nhưng mà ra đây nó nhỏ nhỏ, nó lại rộng là rất chi là ngon kìa. Từng này mà xe điếu này, này đặc biệt này không à, ngon lắm, nhiều tiền lắm. Đấy, ở nhà nó chỉ được cái thịt gọi được bộ này, ăn rất chi là ngon. Một đoạn này nó chỉ có biển, nhiều tiền mới biển thôi. Người trong nhà giòn thật, ôi cái nhà ơi, lâu lắm mới được ăn loại đẳng cấp. Sau khi công việc nơi khả năng hôm nay phải 2 cốc, ngon quá cả nhà. Nòng này chết người, những nòng mê hồn trận. Cái này mà pha nước mắm chấm chua cay ngon lắm cả nhà. Không chưa? Mình chơi tới canh cả nhà nhé. Ăn tí tiệt. Ui, đông như cả nhà. Tuyệt vời ông bà trời. Hôm nay quên mình không mua gừng hết rồi, nghĩ là nhà còn cứ gừng băm nhỏ rồi như xôi, nói cả nhà ăn tuyệt vời luôn. Ăn ngọt sợ tí cảnh nói mừng nhân thì hôm nay nướng nhiều hành quá, ăn thơm quá.
thơm trong tủ cũng còn. Sao ăn cũng hết, nó nói rồi mình. Tỏ chăm. Thiếu mỡ gừng nhỉ. Mình tưởng ở nhà còn. Quên không lấy, không mua. Cái bè cái xài hết rồi. Bằm gừng ra ngâm nó sôi mà. Đảm bảo cả nhà cái làm giống biển, cái món ăn rất đơn giản, cực kỳ là ngon luôn. An toàn, chất lượng. Wow. Có nhiều nạc quá. Cái này cái canh ngọt nồng sẽ yếu. Múc đi nữa. Nhưng không rồi. Cành đừng có gỏi đừng có gỏi cơm nếp à xôi nếp cả nhà bánh trứng rán mà xôi nếp ăn toàn cái tảo nào mấy rau thơm để mỗi rau thơm để trong tủ lạnh mát hết thì mình cứ để nó nhìn hơi như không sao. Mình cũng ít khi đánh rau thơm băm vào đây lắm cả nhà. Mèo cái miếng rất cay đắng. Mày hố nó một sườn mày rất là đoạn nằm non của tao rồi. Mèo với mèo nhờn nhờn với mày đâu nào mày nhờn nhờn cũng là trộn cho chó. Tỏi tỏi đa ăn rất thơm, thơm mà cay cả nhỉ. Một tô này xong rồi, còn một vài miếng nữa thôi. Này, đi ra, nghèo mới nghèo, ăn tiếu, nghèo mới nghèo, còn con nữa rồi. Xôi nếp trong này còn bánh trưng rán là vẫn là đi của xôi nếp ăn với nhau
bánh tương rán ngọt thế, bữa ăn này là cảm thấy tuyệt vời mà trời, đĩa nòng ngọt còn giòn giật. Video nó có thời lượng, mình xin kết thúc video ở đây nhé. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nít, mỗi lần xem cho mình một like và chia sẻ cho cả nhà. Cả nhà nít phao nha, chào cả nhà yêu.